Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh ngành may mặc của mình nha. Thì mình chỉ là một thợ sửa máy may cùi bắp thôi mọi người. Thì cái video này mình sẽ hướng dẫn cho anh chị em cách chỉnh sửa cái cần đánh suốt này ha. Thì cái nguyên nhân, cái bệnh thường gặp trên cái cần đánh suốt này là anh chị em đánh suốt thì nó không chạy ha. Và cái thứ hai là đánh cái con suốt của mình nó bị dư chỉ quá nhiều, nó quắn chỉ ra ngoài đây luôn, nó quá đầy con suốt này. Và cái bệnh thứ ba là thường gặp nhất là cái chỗ mà gắn con suốt vào nè thì nó bị lỏng quá ha. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh chị em cách khắc phục và cách chỉnh sửa cái cần đánh suốt này ở trên cái cần cơ này, và mình cũng sẽ hướng dẫn trên cái cần đánh suốt trên máy điện tử luôn nha anh chị em ha. Ok, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu vào video để hướng dẫn tất cả anh chị em. Ok, thì cái trường hợp đầu tiên là cái trường hợp mà con suốt này nó quá lỏng so với cái cốt đánh suốt này ha anh chị em ha. Thì con suốt mà nó quá lỏng thì nó sẽ xoay, nó sẽ không đánh suốt được. Thì cái trường hợp này á, ở ngay cái cốt đánh suốt này anh chị em ha, nó sẽ có một cái rãnh, anh chị em xỏ cái đầu vít mình vào và anh chị em nại cho cái cốt vít này nó to ra. Mình nại cho cái cốt vít này nó to ra ha anh chị em ha. Thì như vậy mình gắn con suốt thì nó mới chặt được. Thì bây giờ mình sẽ nại cho cái cốt này nó to ra để mình gắn con suốt nó vừa, nó không có bị quá lỏng nha anh chị em ha. Rồi thì nếu mà anh chị em mà nại nó to quá đó thì mình sẽ dùng cái kìm mình bóp nó lại, bóp nhẹ nó lại. Mình sẽ dùng cái kìm này mình bóp cái đầu nó nhẹ lại. Nếu mà anh chị em nại nó to quá, mình nại nó vừa phải thôi, vừa đủ để cứng con suốt là được rồi. Nói nếu mà mình nại nó to quá thì mình sẽ gắn con suốt không được nha anh chị em ha. Đó, như vậy là mình đã nại nó vừa nè. Đó. Bây giờ là con suốt mình nó cứng rồi nè, nó không còn lỏng nữa, và bây giờ đánh suốt sẽ ok hơn ha anh chị em ha. Đó. Thì anh chị em không cần phải chiêm chỉ gì cả, anh chị em chỉ cần nại cho cái cốt này nó vừa với con suốt của mình gắn vào nó chặt là ok. Rồi. Thì cái mình sẽ hướng dẫn cái bệnh tiếp theo. Đó là cái bệnh mà khi mà anh chị em mà đánh suốt á thì con suốt này nó quá đầy chỉ, nó quá dư chỉ, nó đầy, nó quấn ra bên ngoài luôn. Thì tại sao nó lại dư chỉ và nó đầy như vậy? Thì đây, thì ở đây là có một cái cần để nó gạt chỉ. Khi mà chỉ anh chị em muốn nó đầy nhiều hay đầy ít á thì nó phụ thuộc vào cái cần ở phía dưới đây. Thì cái cần ở phía dưới đây khi mà mình gắn con suốt vào thì khi mình đẩy nó lên như thế này thì cái cần này có nhiệm vụ là khi mà chỉ mình nó đầy á thì nó sẽ búng nhả cái cần này, nó giật trở về để cho con suốt mình nó không đánh nữa. Còn nếu mà cái vòng cung này là anh chị em ha, mà nó bị cong xuống dưới nhiều quá thì nó dẫn tới là cái hiện tượng là chỉ của anh chị em mà nó đầy á thì nó sẽ không có ngắt được. Cái này là gọi là cái chốt để ngắt chỉ lại, không cho chỉ nó quay nữa. Thì cái này á, thì ở đây nè, ở đây là nó có một cái cây như thế này, thì anh chị em có thể bẻ cho nó dài ra như thế này để cho cái mình canh cái độ mà mình muốn nó ngắt chỉ á. Khi mà mình muốn nó con suốt mà nó quấn tới đâu, quay tới đâu để nó ngừng á thì nó dựa vào, phụ thuộc vào cái cần này ha. Cái cần này nè, anh chị em có thể bẻ cho nó cong lên tí xíu để khi mà chỉ nó đầy á thì nó sẽ gặp nó cản chúng cái này, nó cản chúng cái cần này thì nó sẽ giật về và nó con suốt của mình nó không quay được nữa ha anh chị em ha. Thì đó là cái nguyên nhân dẫn tới cái hiện tượng mà suốt của anh chị em mà quay nó bị đầy quá và nó cũng dư ra ngoài, nó quấn vòng vòng ngoài đây luôn ha. Rồi anh chị em chỉ cần bẻ cái thanh này nè, chỉnh cái thanh này vừa phải theo ý mình muốn nó suốt mà nó đầy bao nhiêu thì mình chỉnh cái thanh ở phía dưới ha anh chị em ha. Cái thanh này nó sẽ có nhiệm vụ là nó gạt chỉ khi mà chỉ mình nó đầy rồi thì mình nó gạt, nó sẽ bật trở về, ngược trở về, nó làm cho cái bộ đánh suốt mình nó không quay nữa ha anh chị em ha. Rồi cái trường hợp tiếp theo là cái trường hợp mà khi mà anh chị em mà đẩy cái cần đánh suốt này lên thì cái cốt này nó không quay được, thì cái cần đánh suốt này nó không quay được, nó làm cho con suốt mình nó không có chạy được ha anh chị em ha. Thì bây giờ cái nguyên nhân mà dẫn tới cái hiện tượng mà khi mà anh chị em mà gạt cái cần đánh suốt này lên nó không có quay được cái cần này á thì là do cái cốt của mình. Thứ nhất là do cái cốt của mình nó đã bị kẹt rồi ha anh chị em ha. Cái cốt này nó đã bị quấn chỉ hoặc là nó bị kẹt gì rồi
Thì cái hiện tượng này anh chị em chỉ cần mở cái con ốc này ra, ngay cái bánh xe này nè, anh chị em mở con ốc này ra và anh chị em thường là nó sẽ bị mắc chỉ ở trong đây hoặc là ở bên đây mắc chỉ, mắc ba cái chỉ dụng á ha anh chị em ha. Thì bây giờ mình sẽ tháo ra để hướng dẫn anh chị em nè. Đó, anh chị em rút cái bánh xe ra. Rồi. Đó, thì bây giờ mình đã rút cái cốt ra nè anh chị em ha. Thì thường á là nó sẽ bị mắc chỉ nè. Đây mình sẽ lấy chỉ ra cho anh chị em xem nè ha. Thì nó mắc chỉ ở trong đây thì nó làm cho cái cốt mà nó không quay được ha anh chị em ha. Thì mình chỉ cần rút cái cốt này ra nè. Mình kiểm tra coi nó có bị mắc kẹt ba dớ hay là bụi bẩn gì trong đây không. Mình đẩy nè, mình xoay như thế này thì mới được nha. Mình xoay, nếu mà mình xoay mình xem kiểm tra ngay hai cái đầu này nè, nó có bị mắc chỉ không, nó có bị kẹt ba cái chỉ như thế này nè, nó quấn lại ở trong cái cốt của mình, nó làm cho cái cốt xoay của mình nó không xoay được ha anh chị em ha. Thì nó dẫn tới cái hiện tượng là bị cứng. Rồi thì anh chị em mình sẽ tra dầu lên đây cho nó bôi trơn. Nó bôi trơn là anh chị em tra lại như cũ là sẽ chạy được. Thì bây giờ mình sẽ tra dầu vô cái cốt này để mình xỏ vào đây cho nó bôi trơn ha anh chị em ha. Nhiều khi nó thiếu dầu á, nó cũng làm cho cái trục quay này của mình nó bị cứng bị kẹt ha. Mình dỡ máy lên như thế này nè. Đó, mình nhúng dầu xuống. Mình nhúng dầu xuống cho cái cốt mà nó dính dầu ha. Và chị em xỏ trở lại thì cái cốt bây giờ nó có dầu rồi nè. Nó sẽ bôi trơn được hơn, nó dễ quay hơn ha anh chị em ha. Rồi thì bây giờ mình chỉ cần lắp lại cái này, lắp lại cái bánh xe nữa là được. Đó, mình chỉ xỏ vào rồi mình xiết con ốc lại thôi ha anh chị em ha. Đó thì bây giờ là cái cốt của mình nó sẽ được bôi trơn và nó không có bị kẹt cứng nữa. Thì thường là nó sẽ bị kẹt chỉ ở trong đây thôi chứ không có cái gì hết á ha anh chị em ha. Rồi mình chỉ cần xiết lại cái con ốc ngay bánh xe này nè. Đó anh chị em xiết lại. Rồi như vậy là xong. Thì như vậy là chỉ có, và cái lý do tiếp theo đó là một cái lý do nữa thường mà anh chị em không có để ý. Thì bây giờ mình đã xử lý cho cái bánh xe mình nó đã trơn tru rồi, nó quay rất là nhẹ rồi. Thì cái lý do tiếp theo đó là cái lý do mà cái bánh xe này nó không có cạ vào được cái dây curo này. Nó dẫn tới cái hiện tượng là khi mà anh chị em đập đẩy lên nó chạy á, thì cái dây curo này nó sẽ không có bám vào được cái bánh xe này. Thì nó sẽ không có làm cho cái trục đánh suốt của mình nó quay được. Thì cái hiện tượng này là do cái bánh xe mình nó không có tì vào được cái dây curo ha. Thì khi mà máy mình chạy thì dây curo nó quay, thì nó sẽ làm cho bánh xe mình nó quay thì mới được. Còn nếu mà cái bánh xe mình nó không có tì vào được á, thì mình sẽ cái đoạn đánh xuống này nó không quay được. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh chị em cái khắc phục cái này. Thì ở đây nó có hai con ốc. Ở đây nó sẽ có hai con ốc nha anh chị em ha. Rồi. Thì khi mà cái bánh xe mình nó không tì vào được cái dây curo thì mình sẽ chỉnh hai con ốc này nha anh chị em ha. Đây, ở đây nó có hai con ốc nè. Anh chị em mở nới con ốc hai, lỏng hai con ốc ở đây ra. Rồi, thì bây giờ anh chị em mới thấy mình đẩy xịt ra xịt vô được cái cần đánh suốt nè. Ha. Thì bây giờ nè, đó mình sẽ thể đẩy sát ra hoặc xịt vô. Thì nhiều khi cái độ ma sát giữa cái bánh xe này và cái dây curo nó không có sát vào. Như vậy thì sát vào như vậy thì nó mới, khi mà dây curo mình nó chạy á thì nó mới quay được cái bánh xe này ha. Còn nếu mà như bây giờ là nó lỏng quá như thế này thì nó rất là khó để cái bánh xe mà nó quay ha. Thì mình phải cần đẩy, anh chị em chỉnh cho cái bánh xe mà nó đi vào trong. Thì anh chị em mở hai con ốc này ra ha. Và mình đẩy cái cần này lên cho nó, cái bánh xe này nó sát vô cái dây curo này ha anh chị em ha. Và khi đó anh chị em siết hai con ốc này lại. Siết hai con ốc này lại cứng thì nó sẽ giữ cố định vị trí. Thì bây giờ là cái bánh xe mình và cái dây curo nó sẽ ăn vào nhau. Khi dây curo quay thì cái đế cần đánh suốt mình nó sẽ quay ha anh chị em ha. Đây. Rồi, thì như vậy là đã xong, mình đã hướng dẫn. Thì bây giờ tiếp tục là mình sẽ hướng dẫn trên cái máy, cái cần đánh suốt trên cái máy điện tử nha. Rồi, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh chị em chỉnh cái cần đánh suốt trên cái máy điện tử. Thường là nó sẽ nằm ở trên đây ha. Thì đầu tiên mình sẽ hướng dẫn anh chị em chỉnh cái độ mà
anh chị em hay đánh suốt nó bị dư, thì đánh suốt nó như thế nào là theo mong muốn của mình. Thì đánh suốt nhiều hay ít là mình chỉnh ở cái cần này nè. Anh chị em muốn cho đánh con suốt mà nó nhiều, hoặc là đánh cho nó ít lại, hoặc là nó bị dư. Nếu anh chị em đánh mà con suốt của mình bị dư thì mình sẽ chỉnh ở ngay cái phần này ha. Đánh nó bị thường nó sẽ bị dư chỉ á, đánh nó bung ra ngoài luôn, nó bung dư qua con suốt luôn, thì mình sẽ chỉnh ở ngay con ốc đây. Anh chị em mở con ốc này ra ha. Thì anh chị em đẩy, anh chị em đẩy ra xa, ra càng xa thì con suốt mình nó sẽ đánh càng nhiều, và anh chị em đẩy vô càng gần á thì con suốt mình nó sẽ đánh ít lại nha. Đó, thì anh chị em chỉnh cho cái độ xa gần giữa cái thanh này nè. Đó, anh chị em đẩy ra hoặc đẩy vô thì nó sẽ làm cho con suốt mình nó đánh ít hoặc là đánh nhiều. Đánh nhiều thì anh chị em đẩy ra, đánh ít thì anh chị em cho nó gần lại ha. Rồi, thì như vậy mình sẽ dặn con ốc này lại. Và tiếp theo là cái tình trạng mà cái trường hợp là cái đánh suốt này nó không quay ha. Thì khi mà cái cần đánh suốt này mình không quay thì mình sẽ mở ba con ốc này ra. Ba con ốc cần đánh suốt này ra ha anh chị em ha. Rồi, thì bây giờ mình đã mở cái cần đánh suốt ra thì ở bên trong nó sẽ là như thế này. Thì anh chị em kiểm tra cho anh chị em bật cái cần này nè qua bên phải. Và anh chị em kiểm tra coi cái này của mình nó còn quay hay không. Nếu nó còn quay là vẫn ok. Còn nếu mà nó không quay được có nghĩa là nó bị kẹt rồi. Thì anh chị em cứ kiểm tra khắc phục cái này cho nó hết bị kẹt ha anh chị em ha. Thường á cái này nó rất ít bị hư, nó rất ít bị kẹt. Rồi, khi mà anh chị em đã kiểm tra được cái bánh xe này nó quay ok rồi đó, cái cần đánh suốt mà nó quay ok. Nhưng mà tại sao nó lại không quay? Thì có nghĩa là cái trục ở phía dưới đây nè anh chị em ha, nó không có tiếp xúc được với cái bánh xe thì nó làm cho cái bánh xe mình nó không có quay được. Thì như vậy mình sẽ chỉ cần dời mình là mở mấy con ốc ở trong đây nè. Ở trong đây nó có một con, hai con ốc ha anh chị em ha. Thì mình chỉ cần mở hai con ốc này ra và mình xịt cho nó ra bên phía ngoài, xịt cho nó ra bên phía ngoài bên trái nè. Thì như vậy nó sẽ áp sát vào cái bánh xe mình thì nó mới làm cho cái bánh xe mà nó quay được. Thì như vậy cái bánh xe mà nó quay được thì cái cần đánh suốt thì nó mới chạy được ha. Thì thường á là nó sẽ bị lỏng ở phía bên trong đây thôi. Anh chị em chỉ cần mở hai con ốc này ra nè, anh chị em giờ nó ra là ok. Thì như vậy là anh chị em chỉ cần lắp lại thì bây giờ nè, khi mình gạt qua thì cái bánh xe của mình nó sẽ sát vào. Thì khi mà anh chị em lắp vào á thì cái bánh xe mình nó sẽ sát vào cái nhông này thì nó làm cho cái bánh xe mình nó quay ha. Rồi, chỉ có như vậy thôi ha anh chị em. Đó, anh chị em chỉ cần gắn lại là ok. Thì vừa rồi mình đã hướng dẫn anh chị em chỉnh sửa cái cần đánh suốt này ha. Thì nếu anh chị em thấy video hay và hữu ích thì nhớ cho mình một like và một đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo của mình nha. Thì bây giờ mình xin kết thúc video ở đây. Chúc tất cả anh chị em thành công. Bye bye, hẹn gặp lại.